Quý ba bò bảy, bí quyết nắm chắc hạnh phúc trong tầm tay. Thứ nhất, khi bạn phiền não. Cuộc đời được ví như một phép toán trừ và quên chính là một thao tác để loại đi hết những điều khiến bạn phiền não. Sẽ chẳng tránh được những lúc mọi chuyện không được như ý, nhưng việc gì phải tức giận vì những người không đáng để rồi hủy hoại đi phút giây hạnh phúc của bản thân. Con người sống ở đời, chuyện cũ hãy bỏ qua, không tính toán ân ái. Đến bữa ăn thật ngon, đến giờ ngủ một giấc thật dài. Thị phi ngày hôm qua, hôm nay tỉnh dậy sẽ là quá khứ. Có những thời điểm tưởng chừng như bản thân bị gục ngã trước những thị phi. Thế nhưng khi qua rồi, nhìn lại, bạn mới thấy những chuyện như vậy vốn chẳng là gì mà khiến bạn phải bận tâm. Sống hạnh phúc là phải tiến về phía trước, sống cho hiện tại và hướng đến tương lai. Đừng để quá khứ làm mất đi niềm vui trọn vẹn ở hiện tại. Thứ hai, khi bạn không hài lòng. Dù chúng ta đang có cuộc sống mà nhiều người phải ao ước, nhưng vẫn luôn cảm thấy không hài lòng về chính mình. Chúng ta luôn có tâm thế so sánh bản thân với người khác. Thậm chí ta mang nhược điểm của bản thân ra so sánh với ưu điểm của người khác để rồi thất vọng, tự ti. Hãy dừng lại một phút suy nghĩ xem, so sánh bản thân với người nghèo, chúng ta hiểu rằng biết đủ chính là hạnh phúc. So sánh bản thân với người bệnh, chúng ta hiểu có sức khỏe chính là hạnh phúc. So sánh với người ở giây phút sắp lìa đời, chúng ta biết còn sống chính là hạnh phúc. Kỳ thực sống đơn giản, biết coi nhẹ mọi thứ, chính là nắm chắc chìa khóa hạnh phúc. Thứ ba, khi bạn so đo. Nhân sinh chỉ như quán trọ, và ta chính là vị khách qua đường mà thôi. Ta đến với thế gian này tay trắng, ra đi cũng tay trắng, một hạt bụi cũng không thể mang theo. Người tính không bằng trời tính, người nào so đo, tính toán thiệt hơn, chỉ khiến bản thân thêm tổn hại. Hãy khắc ghi quy luật cuộc sống, cái gì của mình ắt sẽ thuộc về mình, cái gì không phải của mình, dù có tranh giành cũng không được. Con người vốn nhỏ bé ở đời, sống vô tư, thuận theo tự nhiên thì mới có thể vui vẻ, hạnh phúc và an yên. Con người thường mưu cầu hạnh phúc ở những điều lớn lao. Có người coi tiền bạc là thước đo của hạnh phúc, nên cứ mải mê làm việc kiếm tiền ngày đêm, bỏ quên sức khỏe và niềm vui của sống. Để rồi họ không biết thế nào là đủ, vẫn cảm thấy bản thân bất hạnh và thiếu thốn. Hãy thử nghĩ xem, một biệt thự xa hoa, 70% diện tích không được sử dụng. Chiếc điện thoại đắt tiền, 70% chức năng bạn không cần dùng đến. Một trường đại học, 70% kiến thức của giáo sư là sinh viên không cần. Cuộc đời con người cũng vậy, trong 10 phần thì chỉ có thể tìm kiếm niềm vui trong 3 phần. 7 phần còn lại chính là chúng ta buông bỏ và quên đi. Hãy sống thật đơn giản để tận hưởng 3 phần hạnh phúc thuộc về mình bạn nhé. Thưa quý vị, thời gian qua đi khiến nhiều người tiếc nuối về những điều mình chưa làm được. Sớm thấu hiểu 20 triết lý sống dưới đây sẽ giúp bạn thoát khỏi cái ngõ hẹp của cuộc sống hiện tại để bước ra những chân trời rộng lớn hơn. Thứ nhất, biết ơn cuộc đời. Người có lòng biết ơn, hậu vận chắc chắn tốt đẹp. Vì vậy đừng tiết kiệm câu cảm ơn, nếu có thể hãy cảm ơn mọi lúc mọi nơi. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày nữa để yêu thương. Cảm ơn những người tốt giúp đỡ bạn, cảm ơn cả những người đối xử tệ giúp bạn thêm trưởng thành và mạnh mẽ. Thứ hai, ngừng phàn nàn. Việc cứ càm ràm, than phiền về những thứ khiến bạn khó chịu, quả thật rất lãng phí thời gian. Gặp khó khăn, hãy bình tĩnh để tìm cách giải quyết. Nếu không giải quyết được gì, tốt nhất hãy im lặng. Thứ ba, dành thời gian cho người thân yêu. Trong cuộc sống, bạn sẽ gặp gỡ rất nhiều người. Họ chỉ là những vị khách qua đường. Hãy chào hỏi và đối xử tử tế với họ. Gia đình, người thân, bạn bè sẽ là người đồng hành bên bạn. Khoảng thời gian hạnh phúc bên họ sẽ theo bạn đến cuối đời. Chính vì thế, dù bạn bận rộn đến đâu, hãy dành thời gian bên những người thân yêu. Thứ tư, đấu tranh để sinh tồn. Hãy tưởng tượng cuộc đời bạn giống như việc bạn đi xe đạp vậy.
Nếu bạn muốn tiến lên phía trước thì bạn phải tiếp tục đạp, không ngừng nghỉ. Thay vì nói tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, hãy nói cứ thử thách tôi đi. Không ngừng cố gắng, đấu tranh để sinh tồn. Người nào hèn nhát, sớm muộn cũng bị xã hội đào thải. Thứ năm, chăm sóc sức khỏe. Chẳng có tài sản nào quý giá hơn sức khỏe. Có sức khỏe tốt, bạn mới có thể khám phá cuộc sống thú vị ở bên ngoài kia. Không có sức khỏe thì tiền bạc, danh vọng đều trở nên vô nghĩa. Khi còn trẻ, còn khỏe, hãy biết trân trọng sức khỏe. Đừng để những năm tháng trôi qua, sức khỏe bị hủy hoại rồi mới thấy tiếc. Thứ sáu, đừng bận tâm đến suy nghĩ của người khác. Mỗi người một tính cách riêng, dù bạn có cố gắng đến đâu cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Cuộc sống là của bạn, hạnh phúc bản thân do chính bạn nắm giữ và quyết định. Suy nghĩ của người khác không giúp cuộc sống của bạn tốt đẹp lên. Hãy cân bằng tâm thái của mình. Thứ bảy, đừng coi tiền là tất cả. Đây là điều gây nhiều tranh cãi nhất, bởi nhiều người cho rằng không có tiền thì bạn sẽ chẳng thể sống nổi, chẳng thể làm được điều gì. Tiền rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Chúng ta nên cân đối, sống biết đủ, đừng mãi chạy theo đồng tiền để rồi trở thành nô lệ phụ thuộc vào nó, cuối cùng đánh mất chính mình. Thứ 8. Chọn ngành chứ không chọn việc. Chọn việc làm chỉ là giải pháp nhất thời giúp bạn đảm bảo các chi phí của cuộc sống. Quan trọng nhất, bạn phải chọn cho mình một ngành yêu thích, kiên trì theo đuổi mục tiêu lâu dài. Cuối cùng, bạn sẽ chạm đến thành công và nhận được những gì xứng đáng với sự nỗ lực. Thứ 9. Không ngừng học hỏi. Nhiều người cho rằng chỉ cần kiến thức trong nhà trường hoặc vài năm kinh nghiệm là đủ. Nhưng thời thế thay đổi, xã hội phát triển không ngừng, đòi hỏi chúng ta phải thích nghi và theo kịp. Người nào không chịu học hỏi thì khó có thể thành công, thậm chí sớm muộn họ cũng bị xã hội đào thải. Học từ những cuốn sách hay, từ kinh nghiệm của những người thành công, đặc biệt từ chính những sự việc trong cuộc sống của bạn. Thứ 10. Đừng ích kỷ. Bạn biết yêu thương bản thân và làm mọi thứ cho bản thân mình thì chẳng có gì là đáng chê trách cả. Thế nhưng còn gia đình, còn những thứ quan trọng khác thì sao? Đừng ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình, hãy lưu tâm và suy nghĩ cho người khác. Cho đi chính là nhận lại, bạn sẽ thấy cuộc sống hạnh phúc hơn. 11. Bao dung với người. Lòng bao dung có thể giúp giải hóa mọi thù hận ở đời. Chúng ta không nên nhu nhược, nhưng hãy sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của người khác. Biết tha thứ chứng tỏ bạn đã cao thượng hơn họ. 12. Hãy mạo hiểm. Tư tưởng chọn cuộc sống êm đềm không giúp bạn bật lên được để chạm đến đỉnh cao sự nghiệp. Nếu không dám mạo hiểm bước ra khỏi vùng an toàn, bạn sẽ không thể biết được những thành quả to lớn mình có thể đạt được. 13. Đừng quá nghiêm khắc. Mỗi người nên có những nguyên tắc sống riêng và rèn luyện tu dưỡng bản thân theo đó. Tuy nhiên, đừng quá nghiêm khắc với bản thân và với người khác. Cuộc sống đã quá nhiều rối ren, hãy mở lòng cho đời thêm thi vị. 14. Đừng đổ lỗi cho nhau. Con người không tránh được những lúc sai lầm. Tranh cãi hơn thua, phân định đúng sai chỉ là điều vô nghĩa. Bởi sẽ có lúc nhìn lại, ta thấy rằng vì phân bua đúng sai mà chúng ta mất đi những mối quan hệ tốt đẹp. Hãy xí xóa hết để mọi người đều vui vẻ. 15. Hãy hành động. Chần chừ sẽ kìm hãm bạn thực hiện những điều lớn lao. Thay vì chỉ ngồi đó, nói những lời suông, hãy đứng lên bắt tay vào hành động mới có kết quả. Nhiều người hối tiếc vì lúc còn trẻ không dám dấn thân vào hành động. Sợ sai lầm, sợ thất bại, để rồi thời gian trôi qua, cơ hội vụt mất khỏi tầm tay. 16. Hạnh phúc ở hiện tại. Nhiều người tìm kiếm hạnh phúc ở đâu đó xa xôi mà không biết rằng hạnh phúc chính là ở hiện tại. Với những gì mà ta đang có, muốn an yên, hãy sống trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại. Tương lai ngày mai không ai biết trước được, còn quá khứ chỉ để ta có được bài học từ nó mà thôi. Đừng đắm chìm rồi tự chuốc lấy khổ đau.
17. Cho đi, đừng mong nhận lại. Sống trên đời hãy biết cho đi, theo cách riêng của bạn. Việc nhận thế nào là của người khác. Hãy cho đi mà không hề toan tính thiệt hơn, càng không mong được đền đáp. Nếu bạn cho đi điều gì đó mà mưu cầu toan tính thì hoàn toàn không xuất phát từ sự chân thành, sẽ không nhận lại kết cục tốt đẹp. 18. Ngừng phán xét. Đây là thói quen của khá nhiều người. Họ phán xét về bất kể ai đó hay điều gì mà họ gặp. Trong khi đó, mỗi lựa chọn khác nhau đều ẩn chứa những lý do của riêng nó. Chúng ta đâu thể hiểu hết hoàn cảnh cũng như suy nghĩ của người khác. Vì vậy đừng phán xét phiến diện. 19. Hãy viết nhật ký. Sự phát triển của điện thoại thông minh có thể khiến bạn quên mất sự tồn tại của những cuốn sổ và cây bút. Tuy nhiên, viết lách giúp bạn đạt thông tư tưởng và câu chữ trơn tru hơn đấy. Thử nghĩ xem, dù bạn không là những cây bút chuyên nghiệp, nhưng một ngày bạn vẫn soạn và gửi hàng tá email, tin nhắn đấy chứ. Hãy viết lại những điều tuyệt vời đã đến với bạn trong ngày vào cuốn nhật ký nhỏ xinh nhé. 20. Đời là một hành trình dài. Trong hành trình cuộc đời, bạn sẽ dễ bị cuốn vào vòng xoáy của nó mà chẳng hề cảm nhận được điều gì vui vẻ. Hãy dành cho mình những khoảng lặng để thấu hiểu nội tâm, tận hưởng niềm hạnh phúc bình dị. Người hạnh phúc nhất là người biết hài lòng về những điều mình đang có và ung dung tự tại trên hành trình cuộc đời phía trước.